dở rồi. Anh viết map này nó vậy không? Lắm đổi map. Lùm xuống chứ. Cách 7 đâu ta? Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip giới thiệu về con game. Cái con game này hiện tại là nó đang được khuyến mãi chơi free ở trên Steam anh em ạ. Thế là mình rủ anh em mình vô làm chung luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm cho anh em thử. Thì anh em nào mà không có cái điều kiện chơi cái con game Call of Duty á thì sẽ chơi thử cái con này, mình thấy nó y chang luôn á. Nó có rất là nhiều map, nhiều chế độ chơi luôn, nhiều tuyến nhân vật luôn, ví dụ như là bắn tỉa rồi giống như là bộ binh rồi cái gì cũng có cả anh em ạ. À. Hiện tại mình đang chơi chung thằng em mà không biết anh em mình đâu rồi đây. Chí đâu rồi chí? Ra ngoài chưa? Ra ngoài nè. Đâu chí đâu rồi, hướng nào vậy? Đang chạy sắp mặt rồi đấy. Đông quá nó hơi giật nhờ. Ê, lượm súng đi chí, nó có những cái cao súng của mang bồ chết nó có ngắm á. Được rồi, nó chơi cái map map gì á. Thì con game này hình như là nó lấy cái những cái map ở bên nước Trung Đông đúng không ta? Thì thấy nó giống. Làm như vậy á. Chắc bên Iran rắc thì ra đi. Đông quá cho nên nó bị giật. Cái con game này nó mới ra luôn các bạn, cho nên nó chưa được có ưu hay sao á. Chọn lớp nhân vật khác đi cô ơi. Chọn cái Rayman á. Rồi nó bắn đó, đây rồi cái AK của anh đây rồi. Rayman hả? Ừ. Lấy cướp nhân 2 thôi. Nhiều quá bắn. Cốp đâu ta? Không thấy cốp. Chỉ có chưa? Chọn vô cái súng của mình á, nó sẽ hiển thị ra. Rồi nó có cả phụ kiện đi kèm nữa kìa. Là hiện tại là anh chọn cái phụ kiện đó là bắn khói đây nè. Nhiều lắm, phụ kiện dưới nhiều lắm cu. Có cả Silent nữa nè. Bắn cực im luôn. Silent hả? Có tên laser nữa nè. Thấy chưa? Có không? Rồi, đang chỉnh. Bắt đầu chọn cái súng lục. Súng lục anh đâu nhờ? Cái súng lục lấy cái khẩu nào mạnh mạnh đi. Ui cái khẩu M1911 mạnh thế. Hình như nó có thêm băng đạn nữa nè. Trời, có tên laser vô nữa kìa. Ui dồi, có đồ ngắm sẵn luôn kìa. Ui giảm thanh luôn. Ê, cô em có giảm giật nè, lấy cái giảm giật bắn cho đã. Thôi lấy giảm thanh đi. Rồi, vô. Đó. Ngon rồi đó, vô rồi, chỉ đâu rồi? Em vô rồi, nè. À, đi anh, hai thằng đi cover nha, cứ cover nha. Thấy tên anh kia nằm á, anh niên kia ra nằm kìa. Nó bắn súng nhắm á. Cái thằng nào mà nó không hiện tên lên là cứ auto bắn nó chỉ ơi. Nó là địch á. Cái game này mới, nó đang mở test server hay sao. Một đứa, em giết được một đứa rồi. hai em luôn. Cover chí đâu rồi? Sao lạc nhau rồi à? Em đang đứng sau. Bên nó đông lắm. Từ hắn qua. À, thằng này chưa chết à? Gạt mày luôn. Gạt chân búp gì á. Bắn cái chết luôn mà, đâu có gạt đâu. Có thằng nó có đồng đội nó cứu á. Phải gạt nó nha. Anh mới thấy cái thằng kia nó bắn em. Em phải chạy được khác. À em lên trên nhà, em lên trên nóc nhà. Rồi lên nóc nhà cam đi cũng được. Để anh đi tiến lên cho. Có khói đi. Có khói đừng lên vậy. Cái lớp nhân vật mình là mặc đồ giống như cướp đúng không ta? Như vậy. Nó server đông quá cho nên nó bị giật nè. Chứ cấu hình con này cũng đâu có mạnh đâu. Chạy mà đừng có chúng tôi à. Hai bé nhá. Không thấy đạn nạp đạn gì hết ta. Thôi. Số 3, chuyển qua số 3 là ném lựu đạn á. Qua điểm C lấy luôn. Một em nữa. Cái này chơi chung nhưng mà khó đi chung không chí ơi. Tự sự đi. Cái này khó chơi.
Em lên nóc nhà anh Cam. Em chơi bơm kinh quá, em chơi bơm tinh tế thì trời. Có hát không giọng nội. Một tăng. Này thì nằm này. Ôi sao ra ngoài rồi. Hai thằng. Em bắn kinh chưa? Ồ cái đạn. Mà cái này cần gì phải lấy đạn chứ, cái này mà lụp đạn cho đó. Nguyên một bay luôn à. Đâu ta? Ủa sao hình như bật nòng nhắm lên mới bắn được anh Dũng. Sao cái chỗ này hoài vậy? Dũng, hình như bật nòng nhắm lên mới bắn được hay sao? Đâu có đâu, anh bắn bình thường nè. Nhưng mình không có tâm thôi. Chắc phải dán cái nút ở giữa mà. À, thằng nào ném khói kinh rồi. À, nó chơi lũi xe lên trời kinh chưa? Nó leo lên xe lái được luôn á chứ. Nó đánh bơm kìa. Nó tí xíu giết anh rồi. Thời cái thằng cực cực xúc rồi trời. Hình như là nút vé là nút nằm á. Này thì chạy này. Bơm. Ôi trời ơi, nó chạy tán lạng hết rồi kìa. Chạy mà được à. Ủa sao nó không hiển thị cái số mạng mình giết à? Ủa sao đang bắn mà bị hồi sinh vậy? Tôi đang bắn quá trời. Ôi, ghê vậy. Mình mạng của mình chơi quốc tế hơi lag chứ à. Anh hơi lag. Mạng của anh bao nhiêu? Bên anh bao nhiêu? Bên em tới 204 lận á. Một thằng. Bên của anh 208 cũng ngang em mà. Như nhau à. Ừ. Trời ơi, bay đầu đằng kia luôn rồi, bắn nét đầu đằng kia luôn rồi. Ghê quá. Tại vì em bắn cũng nhiều mạng chứ bộ giỡn. Chắc cũng 4-5 mạng. Giết mày luôn rồi, mày núp đây đúng không? À, cái này. Qua wow, điểm ép luôn rồi nè, kinh chưa? Đi. Em còn 80 mét nữa. Trên nhà kìa, trên mấy nhà kìa, trên mấy nhà kìa mấy đứa ơi. Đây rồi, điểm ép đây rồi. Sao đã giờ đi chở thằng quái rồi để bắn vậy? Ôi, thằng nào bắn rồi vậy? Định mệnh nó trả mình 100 mấy chục mét. Chạy khắp mặt luôn. Mình phải chơi nó đánh du kích. Không có đứng một chỗ được. Này thì một nùi này. Multi lời mồm rồi chị ơi. Multi lời mồm. Chị đạn đã giết được một đứa. Hai em rồi. Chạy ơ, tụi gì bắn, ơ. Mày bắn tao hả, mày ra đây. Này thì bắn anh này. Rồi anh cam nguyên cái chỗ này luôn, chí ơi. Có phải chỉ có con chí đây ha. Đứng cái chỗ này là bao hết luôn nè. Ủa nãy giờ mà tính là multi chắc là. À, nó thấy mình rồi, địch mệnh nó quăng khói vô kìa. Thằng mất dạy. Chí đâu rồi. Điểm ép 24 mét nữa hả? Em còn 20 mét. Em móc bên trái. Cướp luôn. Điểm ép luôn. Rồi được rồi. Cướp được ép rồi. Xài quá. Rồi mình phải defend. Bây giờ mình phải phòng thủ điểm ép á. Ra mấy cái cửa sổ chứ nó tràn vô á. Tràn vô là nó win đấy. Đấy đây này. Hộ giá anh em ơi, nó lên kinh quá. Leo nhà, được ra gần mấy cửa sổ nha chứ, mẹ nó bắn cho thì vỡ mồm đấy.
Ôi trời ơi, núp ở đây là ăn sướng luôn. Ra đây, ra hết đây mấy con sâu. Ngáo ngáo. Ôi hết đạn kìa. Ôi đùa. Ôi hết đạn thật luôn hả? Ghê không, ghê không, ghê không, ghê không. Ăn hết. Không có định mệnh hết đạn ông ơi. Đệt rồi. Thôi, xong rồi. Trời ơi, nãy giờ bắn mà quên đi cái vụ đạn. Ôi sao sống yếu vậy ta, bắn không trúng hết ta. À, đây rồi, đây rồi. Mình giả bộ mình tung. Tung ôi, khói thôi, tung khói thôi. Nó núp nhà nó bắn mình kìa. Làm sao biết được cái lượng đạn ta, à thấy rồi. Còn có 4 băng à. Một em. Hai em. Hay quá, đồng đội lên rồi. Mà tí xíu là vỡ mồm mấy bọn này rồi. Để ý cái băng đạn của mình đó chị ơi. Có giới hạn á. Đây rồi, vô cướp luôn rồi, cướp được điểm G rồi. Đấy, G đã về tay của mình. Cái định mệnh nó không cứu được thằng bồ rồi, dở rồi. Hay quá anh ơi, anh nhìn cái gì. Nhanh lên, cái điểm G cướp được chưa, nhanh lên lâu vậy. Ôi trời. Vô tới. Nó vô rồi, nó vô rồi, nó vô rồi. Vô hết đây. Cứ vô hết đây. Cái thằng nào nó không có thằng lính nào nó mang đạn cho mình nhờ. Cứ phải đi lụm cơ. Ôi. Bắt đầu server nó ổn định rồi, nó đỡ giật rồi đó. Chết tôi rồi, còn có hai băng đạn à. Hậu giá anh em ơi. Đây rồi, móc được cái lựu đạn nổ rồi, nãy giờ. Giờ đi đâu nữa ta? Sao mấy thằng bồ mình nó toàn đứng AFK vậy ta? Sao đứng cho bọn nó bắn không vậy? Tuổi gì mà nó bắn với mình. Chết rồi, hết đạn rồi. Nó lấy máy bay nó bắn luôn hay gì kìa. Đúng rồi, mấy thằng nó chơi nhiều nó mở được á. Bây giờ làm gì nữa ta? Điểm G đi nè. Ôi. Nó đang tràn vô kìa anh em ơi. Ê, cái thằng nào nó dùng súng bắn từng viên vậy. Thua luôn, không bắn liên thanh được. Nhấp luôn. Nát người luôn. Anh chơi hết. Chỗ của RPK nữa kìa phải không? Trời ơi, toàn súng hết đạn rồi chứ ơi. Tôi vỡ mồm rồi. Tránh ra mấy anh ơi, cho em lụm đạn mấy anh ơi. Nó chưa khi nào mà thấy thiếu đạn như bây giờ luôn á. Ai? Này thì khói, cho thêm khói luôn. Mình đang phòng thủ cái điểm G đó chứ. Canh cái cửa anh em ơi, đừng cho nó vô. Ủa gì mà, ai, nó dùng cái xe gì nó bắn á. Alo, alo chị đâu rồi? Đây nè, đang đứng ngay cửa nè. Đứng ngay góc, ngay cái góc vuông á. Cửa hai bức tường á. Nó ào vô là mình giết nó thôi. Đó, hay quá. Mình đang phòng thủ á, phòng thủ điểm G. Hết đạn nữa rồi. Cái đạn. Này thì vô nè. Tuổi gì mà đòi vô đây. Thằng nào nữa vô hết đây. Chiếc cơ bắn máu nó dính lên tường luôn rồi. Nhìn ảo ghê không. Con nét sọ như cưng. Ôi trời ơi, cứu anh em ơi, hit me. Cái thằng điên rồi, nó ném bom xăng nữa kìa. Này thì thay đạn, này thì ra nguyên một đống này. Trời ơi, bốn phê cực chí ạ. Ơ thôi chết tôi rồi. Ê, đồng quá. Trời ơi, vẫn còn phòng thủ cái điểm này hả.
Trời ơi, bồ giỏi quá. Ờ, nãy bắn rồi. Nãy giờ bắn quá trời luôn chứ bộ, giỡn. Bắn sướng thật luôn á. Ok, ok, vô luôn, vô luôn, vô luôn. Rồi, được bắn rồi nè. Chỉ đâu? Chỉ bên phe anh đúng không? Không biết nữa. Em đang tìm chỗ nấp. À đúng rồi, chỉ bên phe anh nè. Điểm A, điểm A. Ủa sao điểm A xa vậy? Quá, đi, đi qua đó tới 100 mấy mét chưa? Má chạy thở như chó luôn, không thấy địch hết. Lè thở lè lỗi luôn. Điểm B kìa, qua điểm B đi, nó tập trung điểm B á. Nó toàn là phe mình vậy. Đấy rồi, một thằng bà nội nó chưa kịp bắn nó banh sát rồi. Sao ui, em phải kiếm địa điểm thích hợp em nấp em tỉa. Cái này phải có, phải có địch, phải có ba cái đồng đội đi theo kìa, nó không có điểm mù. Má, thằng nào nó bắn cái súng gì ghê quá chứ ơi. Thằng này nó cày cuốc gì mà ghê vậy. Thôi cho em xin một mạng. Mà nó có thằng nó thấy mình ta. Đâu vậy? Mấy cái này không leo lên được ta. Có thằng nó bắn cái gì khó chịu thật luôn á. Con này không leo được đâu má, làm chạy sắp mặt. Má thở như chó luôn. Ủa mấy anh kia được thay người ở bồ. Thằng nào có tên là cứ bắn đó. Tại nó xa quá nó không có hiện lên. Tại dở vậy ta. Nó không cho mình nhảy lên trên núi ta. Lũ nổ. Vô. Anh em ơi. Chết bà là ném hụt mẹ nó rồi. Sao mình lại có thể ném hụt được cái đó nhỉ? Cái game này có nhiều chỗ nó không cho đi anh em ơi. Đúng rồi, đó gọi là cái góc chết đó. Nó nằm ở ngoài cái map đó, nó không cho mình tương tác đúng không? Ừ. Không cho leo trèo. Em cảm thấy trên mình mà mình núp này, núp này. Ơ cái gì vậy? Trời má, thằng nào nó cài C4 kìa, mất dạy. Điểm C. Khói nè. Chiếc cao cam lên đứng bắn. Một em. Đề nghị mấy thằng đồ, mấy thằng đồng đội đừng có bắn mình nghe, bắn giật mình bay. Má giật quá. Chạy nè. Nóc luôn. Ê, cái thằng đồng đội này. Trời ơi, tụi nó làm lộ vị trí hết rồi, dở rồi. Mình đang chơi cái kiểu assassin mà trời. Kìa kìa, bọn nó kìa kìa. Anh em ơi, bắn hộ đi anh em. Còng lên luôn. Kiếm ba ra bóc lụ đạn rồi đã. Rồi, bên mình chuẩn bị chiếm được khu C rồi nè. Bắn ghê. Nét sọ. Thanh niên này ngáo đá à. Rồi bắn bồ tôi rồi, chết là tôi bắn bồ tôi luôn rồi. Nó chửi chết luôn quá. Cái gì mà anh bắn bồ luôn chứ, bắn bồ được á. Chai lụ đạn nổ cái. Trời ơi, thằng này nó chạy đi đâu vậy? Ủa gì vậy? Sao chết? Ủa gì sao chết hả? Ai bắn đâu chết vậy? Lát nghe nó cu. Nó để nói chuyện, anh chỉnh cái âm thanh nhỏ quá, giờ không nghe tiếng súng, nghe cũng đã vậy. Hello my fan. Hê, đúc đầu vô hang cọp rồi, không có ai cover hết, chán quá. Trời ơi, bị cái thằng kia nó bắn cây M249 rồi. Má ơi, cây mini M249 đó chứ. Cây đó mà nó giả thì thôi chứ. Của nào còn. Cây dòng đục kích đó, cái cây mà nặng ấy, cây vàng ấy. À là cứ AKM mà mạnh anh tương thôi. Ôi, chiếm được điểm C rồi kìa. Kinh chưa. Bắt đầu, dân tình bắt đầu nằm xuống hết là thủ hết kìa.
cho xin cái lựu đạn. À, dân tình chưa gì hết là thủ nằm xuống thủ rồi. À, em thấy tụi nó rồi. Bây giờ phòng thủ rồi, bây giờ tới lượt mình phòng thủ rồi. Đây rồi. Rồi anh chúng mày mà đi đường tắt, chúng mày vỡ mồm với anh ấy. Ôi rồi kìa. Anh thủ ngay cái lũ chó luôn rồi chứ. Thấy em rồi, lấy xe một thép nó bắn em. Xe một thép luôn hả? Mày sao phục súc? Nó lấy xe hơi nhưng mà gắn sóng đồng vô nó bắn á. Ừ, mày phục súc vậy. Sao bọn nó mua được cái món nó ghê quá ta? Giống như 12 ly 7 rồi á. Ờ. Chạy đi. Em lên trên nóc nhà em cam. Đây nè, có cái chỗ để bắn súng ngắm quá trời ngon luôn mà chí đâu được biết. Em đang kiếm mấy cái nóc nhà em đứng. Má ơi, sao phe mình mạnh vậy, nó kiếm được phi súng D rồi kìa. Bây giờ qua nó điểm E luôn hả? Ủa không, chạy sách mặt luôn. Một em. Mình chạy không nãy giờ. Rút à. Chạy mà được à. Mấy con bồ mình nó càng kinh quá. Thấy rồi. Tôi mới lượm đạn đó mới chế. Trời ơi, bồ mình nó không vô nhà được ta. Trời ơi, nó giết sạch luôn rồi kìa. Trời ơi. Trời ơi, nguyên một kho súng trên đây luôn rồi chứ. Anh vô đúng cái kho sửa đạn của bọn nó luôn á. Đây nè bạn ơi, ở trên vỡ thế trận rồi, sao bên kia yếu vậy ta? Sao bên kia vỡ thế trận rồi? Trời ơi, tao cầm 3 vết mình bắn tao ghê vậy. Mất dạy. Nó bây giờ qua tới điểm E luôn rồi. Nó mạnh dữ vậy, đồng đội sao khỏe vậy? Phát không như mấy cha. Này nghe thì nằm, này thì nằm này. Nằm bố cũng giết luôn nhá. Chờ rồi, sao có đạn rồi, không có chỗ nào lượm đạn hết ta. Mấy thằng bồ bắn kinh quá. Nó chiếm tà le hạt me hết rồi kìa. Quá toàn bắn gớm rồi. Ôi giật mình má ơi. Á, bồ cũng cứu là chết rồi. Chết thật luôn kìa. Hết đạn. Gì bắn qua đấy cũng hết đạn nữa chú. Hài vậy trời. Đâu có, em đọng súng người ta, mà hết đạn. Đổ súng bạn ơi. À, tí xíu nữa là vỡ mồm. Hay quá, bồ bắn hay quá. Không thua gì mình đâu. Kìa. Bên kia, nhanh. Cứ thay đạn nữa mới ghê chứ. Ai thằng kia nó chơi cục súc nó lên xe ấy giáp tới rồi. Vô nhà đi mới chế ơi. Trời ơi bắn cái gì chứ ạ? Thấy không? Nó bắn cái gì mà giật kinh luôn á. Thôi đừng có bắn nữa mấy cha ơi, giật máy con quá. Nó giật máy kinh hồn luôn á. Đây rồi, nguyên cái thùng đạn đây nè. Định mệnh nó nãy giờ đi kiếm tới bà nội luôn. Rồi tiếp. Điểm nào nữa? Điểm G nữa kìa. Ủa sao điểm G hoài vậy? Rớt từ trên cao xuống tưởng nó mất máu chết rồi. Này thì bắn bồ anh này. Nó có cả mặt nạ chống khói đồ luôn kìa. Ừ, có nhiều thằng. Ý, cái gì vậy? Có nhiều thằng nó bị khói nó sặc chứ bộ. Đâu thế, có thằng nào nó bắn mình thế nhờ. Bắn thì bắn như chết bạn à, chứ bắn mình sống là bạn mình bắn lại đó. Đấy, thấy chưa, ngay sọ rồi, thấy chưa. Đáng lý em bắn rồi đó, em canh ngay sọ rồi. Đội mình dở quá, mình thủ trong nhà, một bên thủ ở ngoài.
nó qua hết rồi cua dưới chân cua cái đóng kìa, giờ ngồi đó mà cam khó thầy. Chứ giờ cầm súng nhắm xuống dưới chết sao? Đầy mà, súng lên nhiều mà. Súng hết đạn không à? Ô, bình tĩnh mấy đứa ơi. Trời ơi, đứng ngay cầu thang nó thủ luôn kìa. Thua mấy đồng đội mình luôn á. Cái đó mà nó có cái lụ đạn nó ném vô cho thì đúng rồi. Mày chơi tao à, đứng súng nhắm phế hả mày? Anh cam hết thì chỗ này cho mấy đứa cứ yên tâm mà bắn đi. Cái định mệnh này đó. Cái gì cũng có thằng nó thấy được mình nữa, tức thiệt. Chết đâu, chết đâu? Anh đang bắn cái hàng con xe tăng. Không phải xe tăng, xe thường. Thế tôi hồi sinh đi trời, đó, đừng có thủ đây nữa, ra đi. Lên luôn, cover cho. Thấy anh chỉ rồi kìa. Dễ gì chiếm được cái căn cứ của mình. Mày một em. Hình như nó đi đường cầu thôi đúng không ta? Một thằng. Ừ. Em bắn ghê chưa? Nãy giờ cũng được mấy mạng rồi chứ bộ. Hồi sinh đi. Nó đang có góc bắn ngon. Sao hồi sinh lâu ta? Ồ. Dễ gì. Thôi nghỉ nha cậu. Ok thì cái clip ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc nghe. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe giúp mình nghe. Bye bye anh em.